Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục làm việc với ma trận hay còn gọi là mãn hai chiều nhé. Trong bài này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách để tính trung bình cộng. Thì tính trung bình cộng thông thường nó sẽ có nhiều tình huống, ví dụ như các bạn có thể tính trung bình cộng cho tất cả những cái phần tử có trong mãn hai chiều, hoặc là các bạn chỉ tính trung bình cộng của một số cái phần tử nó thỏa một cái điều kiện nào đó, ví dụ như trong đề bài của mình đó là thỏa điều kiện chia hết cho năm. Thì bây giờ mình và các bạn cùng nhau làm bài tập này nhé. Trong những bài trước thì mình đã hướng dẫn với các bạn cái cách để mà nhập và xuất cái mãn hay là nhập và xuất ma trận. Thì các bạn để ý giúp mình á, một cái ma trận, ví dụ mình có một cái ma trận A thì các bạn sẽ phải khai báo nó có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ có hai cái biến là biến M và N để chúng ta xác định số lượng dòng và số lượng cột của một cái ma trận. Sau đó các bạn sẽ phải có một cái hàm là hàm nhập ma trận. Thì trong hàm nhập ma trận này các bạn sẽ nhận vào một cái mảng X, nó có kích thước tương ứng với cái mảng mà các bạn đã khai báo bên ngoài. Và sau đó các bạn sẽ có hai cái biến M và N. Các bạn lưu ý giúp mình là biến M và N các bạn phải khai báo có chữ và, để khi mà chúng ta thực hiện cái đoạn nhập xong á, thì cái biến M và N nó sẽ thay đổi giá trị sau khi thoát ra khỏi cái hàm. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là mình có một cái dòng lặp là do while, thì mình sẽ nhập cho đến khi nào mà m nó lớn hơn không và n nó lớn hơn không thì mình mới dừng lại. Rồi sau đó mình sẽ có hai cái vòng lặp lồng nhau, mình sẽ đi nhập từng phần tử một như thế này các bạn nhé. Đây các bạn lưu ý giúp mình là một số cái vị trí nhập đó là các bạn phải có dấu và, nếu như các bạn không có dấu và thì chúng ta không thể nhập được dữ liệu đâu. Rồi sau khi chúng ta nhập xong thì các bạn sẽ có cái phần là xuất ma trận ở đây, các bạn thấy không ạ? Xuất ma trận thì xuất ma trận các bạn rất dễ, là các bạn có hai cái vòng lặp, một cái vòng lặp y bên ngoài và một cái vòng lặp z bên trong. Chúng ta đi lần lượt chúng ta xuất ra từng phần tử, và các bạn để ý á, mỗi lần kết thúc một cái vòng lặp nhỏ bên trong chúng ta sẽ phải xuống dòng bằng cách là sạc n như thế này, thì chúng ta sẽ in ra được cái ma trận này. Bây giờ mình sẽ copy cái đoạn nhập ma trận này sang một cái bài khác. Rồi ở đây mình sẽ có một hàm main các bạn nha. Đó, trong cái hàm main này thì chúng ta sẽ gọi những cái chương trình, những cái hàm chính mà cái bài tập này nó yêu cầu. Trong cái bài này thì các bạn nhìn thấy có hai cái yêu cầu. Thứ nhất là chúng ta sẽ tính trung bình cộng cái mãn hai chiều này cho tất cả các phần tử luôn, thì cũng rất là dễ thôi ha các bạn. Bây giờ mình sẽ tính trung bình cộng nha, mình sẽ viết một cái hàm là hàm tính trung bình cộng. Các bạn dự đoán xem tính trung bình cộng thì mình sẽ trả về kết quả là gì các bạn? Đúng rồi, chúng ta sẽ phải trả về một cái con số thực. Con số thực thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng là float, và các bạn có thể sử dụng double cho nó nhiều, cho nó lớn cũng được, để chúng ta có không gian chứa nó lớn hơn đó các bạn. Sau đó các bạn sẽ viết cho mình gọi là một cái hàm là trung bình cộng nhé, trung bình cộng tất cả. Rồi các bạn cũng sẽ truyền vào đây cho mình hai cái mảng, xin lỗi, một cái mảng hai chiều đây và một cái biến mà một cái biến n. Rồi ok, vậy thì rất dễ rồi ha. Các bạn để giúp mình, nếu như mà m hoặc n có một trong hai thằng này mà nó bằng không hoặc là bé hơn không thì chúng ta sẽ phải return về kết quả là không luôn nha các bạn. Nếu mà bé hơn bằng không hoặc là bé hơn bằng không thì chúng ta sẽ return về về không, nghĩa là chúng ta không có phần tử nào trong mảng cả thì chúng ta sẽ return về không. Còn ngược lại thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái biến nè, một cái biến là tổng nè, tổng ban đầu của mình sẽ là không nhé. Sau đó mình sẽ cho for cho y đi từ không, y bé hơn mà y cộng cộng nó, sau đó chúng ta sẽ lại tiếp tục có một trường hợp for nữa là for z đi từ không, z bé hơn n, z cộng cộng. Rồi trong cái đoạn này thì các bạn sẽ giúp mình là tính tổng. Tính tổng thì mình sẽ cho tổng cộng bằng x tại vị trí thứ dòng y và cột thứ z. Nó như vậy là xong ha. Thì sau khi mình đi hết một cái vòng lặp như thế là mình tính được tổng rồi thì các bạn sẽ phải tính cái trung bình cộng ra, thì các bạn sẽ có thể có một cái biến là biến trung bình cộng ở đây. Trung bình cộng nó sẽ bằng cái gì? Thứ nhất là các bạn sẽ phải lấy cho mình cái tổng,
Cái tổng là các bạn cần phải ép kiểu về double, tại vì chúng ta đang cộng cái con số nguyên đó các bạn, nên các bạn phải ép kiểu về double nhé. Sau đó chúng ta mới chia. Thì các bạn sẽ chia cho cái gì nè? Chúng ta sẽ chia cho tổng số lượng phần tử trong cái mảng của chúng ta. Mà tổng số vô lượng phần tử thì nó sẽ là m nhân cho n, tức là số lượng dòng nhân cho số lượng cột. À, rồi sau đó các bạn sẽ return về trung bình cộng. Ok, như vậy là xong nhé. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau test thử cái hàm tính trung bình cộng tất cả trước nha. Bây giờ mình sẽ gọi cái hàm này, nhập mảng nha. Nhập ma trận. Rồi mình có ma trận A nè. Rồi mình có M nè, có N. Rồi sau đó mình sẽ xuất ma trận để mình xem cái kết quả A, M và N. Ok, bây giờ các bạn sẽ viết mình sẽ viết một cái hàm, đó là hàm print. Mình sẽ phần trăm chấm 2f, rồi mình ghi đây đi ha, trung bình cộng tất cả là đó. Sau đó mình sẽ gọi cái hàm bên trên, mình sẽ gọi cái hàm trung bình cộng, sau đó mình sẽ truyền vào đây là a, m và n. Thì cái hàm vừa rồi nó có nghĩa là gì? Là nó sẽ gọi cái hàm tính trung bình cộng bên trên nhé. Sau đó nó tính ra được một cái con số đó nó sẽ được truyền vào vị trí phần trăm chấm 2f. Phần trăm chấm 2f nghĩa là chúng ta sẽ lấy hai con số ở phía sau dấu dấu chấm động, là dấu dấu phân biệt cái phần nguyên và phần thập phân đó các bạn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ lưu cái bài này lại. Bài số 52. Sorry, bài số 53. Dạ, ok, bây giờ mình và các bạn chạy thử chương trình nha. Chúng ta sẽ chọn Compile and Run. Các bạn nhấn phím F11 cũng được. Bây giờ mình ví dụ như mình có là 3 dòng nè, 4 cột nè. Thì mình sẽ nhập lần lượt nha. 1 nè, 2, 3. Các bạn nhập giá trị gì cũng được hết. Hơi bị nhanh quá, mình chạy lại. Chắc mình sẽ nhập ít đi. 2 dòng 3 cột thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Đây, trung bình cộng tất cả là 3, 3.5. Bây giờ mình thử nhé. 1 cộng 2 là 3, 3 cộng 3 là 6, 6 cộng 4 là 10, 15, 15 và 15 cộng với 6 là 21. 21 mà chia cho 6 phần tử là nó sẽ ra 3,5 là đúng rồi các bạn nha. Nó sẽ ra 3,5 là đúng rồi. Như vậy là chúng ta đã tính ra được trung bình cộng của tất cả các phần tử trong mảng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tính trung bình cộng theo một cái điều kiện nào đó. Cái điều kiện này thì các bạn có thể thay đổi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ là tính trung bình cộng chia hết cho 5. Thì ở đây mình cũng sẽ có một cái mảng X nè, một cái ma trận X, và ở đây mình cũng sẽ có biến M và biến N. Rồi ok, cái hàm này thì nó cũng sẽ tương tự như cái hàm bên trên. Cái hàm bên trên các bạn sẽ copy cho mình từ cái hàm bên trên xuống. Tuy nhiên á, thì bây giờ các bạn muốn muốn tính được trung bình cộng của những cái phần tử chia hết cho 5, thì thứ nhất các bạn phải tính tổng chia hết cho 5, và các bạn cũng phải mình sửa lại cái này ha, tổng chia hết cho 5. Rồi rồi mình cũng sẽ cần phải có một cái biến nữa là số lượng chia hết cho 5 đó, ban đầu nó cũng bằng không luôn. Rồi thì bây giờ ở đây nè, không đơn thuần là mình cộng vào như thế này nữa, mà các bạn phải có một cái điều kiện giống như ở trên vậy đó, nhưng mà dưới này thì chúng ta có thêm một cái điều kiện nữa, đó là nếu mà phần tử tại vị trí thứ easy mà nó phần trăm cho 5 nó bằng bằng không thì chúng ta sẽ làm gì đây? À, các bạn sẽ phải giúp giúp mình làm hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta sẽ đếm cái số lượng chia hết cho 5 này nè, nó sẽ tăng lên một đơn vị, và cái tổng chia hết cho 5 sẽ cộng bằng x tại vị trí thứ easy. Rồi thế mình muốn hỏi các bạn một câu rằng, có khi nào là cái mảng của mình nó không có phần tử nào chia hết cho 5 không các bạn? Có nha, sẽ có tình huống là trong cái mảng nó toàn là những cái số gì đâu à, nó không có số nào chia hết cho 5 hết. Thì lúc đó chúng ta phải kiểm tra,
Nếu mà số lượng nó bằng 0 thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Ví dụ nha, nếu mà mình bằng rồi, ok bây giờ mình sẽ cho cái biến double trung bình cộng này đi bằng 0 nha. Double trung bình cộng này nó bằng bằng 0. Ban đầu nó bằng 0. Rồi. Nếu mà cái số lượng á, số lượng chia hết cho 5 lớn hơn 0, nghĩa là ít nhất phải có một phần tử chia hết cho 5 thì chúng ta mới chia được. Còn chúng ta không thể chia cho số 0 được thì các bạn sẽ lấy trung bình cộng ở đây nè. Rồi các bạn sẽ lấy tổng chia hết cho 5. Và chúng ta sẽ chia. Bây giờ chúng ta không chia cho tất cả phần tử trong mảng nữa. Nhưng các bạn chỉ chia cho những cái phần tử nào mà nó thỏa điều kiện thôi. Nó thỏa cái điều kiện của chúng ta thôi. Đó là số lượng chia hết cho 5. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó khác một chút. Ở trên là chúng ta chia cho tổng số lượng phần tử. Còn bây giờ chúng ta phải đi tính tổng những cái phần tử nào chia hết cho 5 và số lượng những cái phần tử chia hết cho 5 thôi. Chúng ta lấy hai con số đó nó chia cho nhau. Bây giờ chúng ta sẽ gọi thêm một cái hàm print. Mình copy cái này cho nó nhanh nha. Đỡ phải gõ lại. Các bạn có thể gõ lại. Các bạn copy cũng được. Rồi. Trung bình cộng chia hết cho 5 là ok. Ở đây thì mình sẽ gọi là trung bình cộng. Trung bình cộng chia hết cho 5 nhé. Đó, vậy là xong rồi đó các bạn. Mình sẽ chạy lại cái chương trình của cái bài này nha. Đây. Hai dòng, ba cột. Rồi. Số 1 nè. Số 5 nè. Số 2 nè. Số 10 nè. Số 3 nè. Và mình cho thêm là số số 0. Thì các bạn xem coi trong đây nó có mấy phần tử chia hết cho 5. Số 5 chia hết cho 5 nè, số 10 chia hết cho 5 nè, số 0 chia hết cho 5 không? Có nha, có nha. Vậy là chúng ta có tổng 3 con số đó là 5, 10 cộng 0 là 15. 15 chia cho 3 con số thỏa điều kiện và trung bình cộng của những số chia hết cho 5 ở đây nó sẽ là 5. Ok, mình sẽ xem kết quả nhé. Đây, các bạn sẽ thấy là trung bình tất cả là 3.5, thấy chưa? Rồi, trung bình chia hết cho 5 là 5.0. Nó ở đây thì các bạn muốn dễ dòm á thì các bạn thêm giúp mình một cái hàm là hàm print print f, và chỗ này các bạn sẽ giúp mình là sẹt n chỗ này nè, để chúng ta tách hai kết quả đó ra thì lúc này các bạn sẽ thấy được cái kết quả nó dễ hơn. Bây giờ mình sẽ nhập lại nha, hai dòng nè, ba cột nè, rồi một nè, năm nè, ba nè, mười nè, bốn nè, không, nó vẫn là 5 10 0. 5 10 0 thì là 15, 15 chia cho 3 là 5. Các bạn thấy không ạ? Trung bình cộng chia hết cho 5 nó là 5. Ok. Như vậy là các bạn đã biết cách để chúng ta tính trung bình cộng cho một cái ma trận cho tất cả những phần tử cũng như là tính trung bình cộng thỏa mãn một cái điều kiện nào đó. Ví dụ như bây giờ mình đổi cái điều kiện lại một chút, đó là tính trung bình cộng của những phần tử chia hết cho 2 thì các bạn sẽ sửa cái điều kiện chỗ này lại đúng không ạ? Là x phần trăm cho hai nó bằng không, hoặc là mình sửa cái điều kiện cái bài của mình lại, đó là tính trung bình cộng của những số chẵn hoặc là số chẵn và chia hết cho 3. Thì nói chung các bạn có rất nhiều cái điều kiện khác nhau, và khi thay thế cái điều kiện đó, thì các bạn chỉ cần thay thế cái đoạn chỗ if này nè, là coi như chúng ta đã có được một cái mô hình mẫu cho những cái bài tập liên quan tới tính trung bình cộng trong cái ma trận mà nó thỏa mãn một cái điều kiện nào đó. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip của mình. Toàn bộ những cái phần source code này thì mình sẽ để trong cái phần link mô tả của video. Các bạn có thể click vào download những cái bài tập này về để luyện tập nhé. Các bạn cùng với mình cố gắng mỗi ngày chúng ta làm một hai bài tập thôi. Thì dần dần các bạn sẽ rành về lập trình từ cơ bản cho tới nâng cao. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Trong kênh của mình thì sẽ có chia sẻ rất là nhiều về các ngôn ngữ lập trình C, Java, Python và những kiến thức về công nghệ thông tin khác nữa. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt.